Hiện nay có rất nhiều vụ trả thù bằng axit chỉ vì ghen tuông hoặc hiểu lầm. Những người đàn ông có thể nhẫn tâm hủy hoại người con gái mà mình yêu thương nhất để rồi vướng vào vòng lao lý. Còn với nạn nhân, chỉ còn lại những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cùng nỗi đau đớn mặc cảm. Dù trải qua hàng loạt ca phẫu thuật liên tiếp trong vòng 3 năm, nhưng chị Dung vẫn không thể nào trở lại với dung nhan xinh đẹp ngày nào. Mùng 2 Tết năm 2016, chị Dung hóa ngọn đuốc sống trước sự cuồng nộ của người chồng, người mà cô quyết định từ bỏ thanh xuân để lấy vào năm 18 tuổi. Bản án 18 năm tù đối với Thành chưa bao giờ là đủ để xua tan nỗi đau mà Dung phải gánh chịu suốt cả quãng đời còn lại. Năm 2005, bức xúc trước phán quyết của nữ thẩm phán Kim Loan, kẻ thù đã bí mật tiếp cận và hất thẳng lọ axit vào mặt cô. Cô Nguyễn Kim Loan từng ví cơ thể của mình như một bức tượng điêu khắc với tỷ lệ thương tật lên đến 64%. Sau 41 ca phẫu thuật tái tạo khuôn mặt, cùng với khuôn mặt nhăn nhúm, chằng chịt vết bỏng, nhưng chưa bao giờ cô Loan có ý định từ bỏ. Năm 2014, nữ thẩm phán chấm dứt các cuộc phẫu thuật, tiếp tục công việc yêu thích. Cách đây 6 tháng, Lan Vi, 25 tuổi ở Đà Nẵng, từ một cô gái xinh đẹp giỏi giang phải đối đầu với 9 cuộc phẫu thuật để cố cứu lấy gương mặt do chính người đàn ông của mình hủy hoại. Thật bất ngờ, hành động này lại đến từ việc ghen tuông của Nguyễn Trương Nam Hải, một cựu thiếu úy công an. Hắn nhiều lần đã đánh Vi đến mức nhập viện, rồi hứa sẽ không tái phạm, nhưng mấy ngày sau, hắn lại ngựa quen đường cũ. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, Hải đến tìm Vi, bất ngờ hắn nhẫn tâm hất thẳng lọ axit cất trong túi vào mặt người con gái sắp thành vợ mình. Một năm về trước, chị Đặng Thị Thanh Huyền, một giáo viên tiếng Anh bị chồng cũ tạt axit lên người trước mặt con gái. Kết thúc 5 ngày chết lâm sàng giành giật sự sống, 21 ca phẫu thuật cũng không thể cứu lấy gương mặt chị. Đối tượng Phạm Văn Thông bị kết án 7 năm tù giam nhưng vẫn không đủ để trả giá cho tội ác mà hắn gây ra cho nữ nạn nhân này. Ngày 30 tháng 3 năm 2016 là ngày mà Thu Hương, cô sinh viên năm 2 phải dừng lại ước mơ hoài bão của mình khi trở thành nạn nhân của axit. Nhập viện trong cơn nguy kịch, cô nghe bác sĩ bảo chỉ có thể cứu được mắt phải. Không những thế, có những ngày Hương phải chịu đựng 500 mũi tim, cô cảm nhận được đau đớn, mất mát ngay cả trong những giấc ngủ. Thật may trong suốt 3 năm qua, bên cạnh cô đã có Thinh, một cậu bạn cùng lớp, để giờ đây Hương đã có thể đứng dậy để tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình. Dùng axit để hủy hoại người khác là một tội ác, nó thậm chí còn ghê gớm hơn việc giết người, bởi những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cùng nỗi đau đớn mặc cảm cứ thế ám ảnh mãi, đeo bám mãi, đắng cay mãi đối với nạn nhân.